chia chun là riêng miên trần to là khác kia mau bị chun là bọt sọc xe bị chun chun thòm này ao giờ ban viên chập hay châu mà hai khi lại đầm bệnh thơ ca ở ban thông ngay khối miên mộc bọn kê tần nàng sọc phun tần nàng khổng của xà nắng cứ bị chia chun dương mà trần nồn là khác tiếp cứ cô là hồ si thòm này sa mang sang tới kê tần riêng tư đầm bệnh ngay khối thằng anh chọn mặt đôi bạc mạ bà anh gì mà ngay kê tần chọn luôn nắng ai với tần yên na hay hồn trong cùng trong cổ phòng anh nó khử rô xí là mình tự biết là mình trong ai mà bà đi qua là mình ngày khối tư chết đăng tới hồ xí ở ban trời cho năng viên là khá tới khi ta tự riêng tới vua riêng chót một căn cơm hôn mà đại gì ở phố kỳ chắc kia khó ở riêng này các bạn này khi ta tư mà hạ cái lại buồn lắm là mình sắp sắp ra cha rô bồi nè ăn sắp hơi rô bồn các bạn chua bất phẹ rô bồn nè qua sân công bị ba kênh vòng vành cắt chặt mê điên làm cầm hết ca luôn nơi lưng giúp lưng ngay sân công buộc bà chê thơ cái đăng mà nữa của ông nữ lo mới chạy rôm như dễ đam lực chơ chân kê mà mơ cầm hôn mà bông bà này thì mấy kê cực rố vì ọt ở lùm nắng kênh cô nạ miền hay nạc là tiếp cô kê nà đi chà kê đăng tà riêng chọc mà ở kê bảo chạy đi bà xin thật lạc cầm thật đây riêng mà chọc hãy cho bạn nhà bắt hãy cho vinh khai chết bạch thơ cá trên mà với cư miên càng đi thơ nơi rich ca tu này thì dẹp dẹp tiền miên buôn của phê càng lên sâu chẳng có mùi xu hơi ai thá dân lặn lực lại nà chẳng có tha riêng nông bộ phê mùi nát đang ngày lâu riêng là bấy thơ cá.